một chút thì thấy hơi buồn buồn. Nhạc Nhật và đồng phục Brazil đó hả? Tại vì cái mình muốn truyền tải ra bọn em cũng đang cố gắng làm hết sức, nhưng mà trong cái bài diễn của bọn em có thiếu sót. Đây là bước nhảy xì tin, không phải là kịch câm xì tin. Anh muốn tụi em thi cái bài buổi sáng. Và nếu mà bọn em vào được vòng trong thì chỉ cần làm cái này thôi, anh không cần phải làm cái gì khác. Concepts. Các bạn đã cho cơ hội lần thứ hai thì tôi rất băn khoăn, tôi không hiểu tại sao các bạn lại xuất hiện lần thứ nhất trước mặt tôi như vậy. Liệu đó có phải là một thái độ quá tự tin? Tôi rất là lấy làm mừng là chúng tôi đã cho các bạn cơ hội thứ hai. Mà buổi sáng ngày hôm nay các bạn chưa được thực sự nóng lắm. Chưa thấy một nhóm rất là đặc biệt. Hà Lê hy vọng là trong buổi chiều ngày hôm nay thì sẽ thấy các bạn thể hiện bản thân mình nhiều hơn một chút nữa. Thì đang đợi chiều nay có gì khác không? Em xin giới thiệu, nhóm em là nhóm The Lazy Kids, những cậu bé lười, đến từ Thái Bình City. Nhạc nước ngoài rất là nhiều, nhưng mọi người để quên mất cái bản sắc của Việt Nam. Có em được vào. Đến buổi chiều thì gần như là các bạn gần như là lột xác hoàn toàn. Và thật sự các thí sinh miền Bắc đã khiến ban giám khảo đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.